nhô. Xin chào các bạn. Như mình hứa, hôm nay mình sẽ làm một cái vlog để trả lời câu hỏi cho các bạn nha. Xin lỗi vì cái đằng sau background này nó hơi gớm một tí, tại cái thằng phòng mình nó dơ quá. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Đó chính là có một bạn hỏi mình: anh học trường nào vậy ạ? Đây, các bạn không có quan tâm yêu thương gì mình hết. Mình đã nói mình học trường Đông Y University. Các bạn thấy mình có làm một cái vlog nói về đồng phục khoa của trường mình cho hôm nay mình mặc áo này nè. Thì đây mình đang học, đó là trường Đông Y University nằm ở Busan nha, nhớ nha. Tiếp theo, có một bạn hỏi mình: anh sang Hàn Quốc lâu chưa ạ? Tính đến tháng 12 năm 2016 này thì mình đã qua đây được 4 tháng rồi. Tuy được 4 tháng nhưng mà mình đã tìm hiểu rất nhiều về Hàn Quốc để có thể tạo ra những vlog như thế này để giúp cho các bạn sau này có điều kiện đi du học một cách dễ dàng hơn. Bạn Hữu Chí Nguyễn Trần, bạn ấy hỏi mình rằng: anh cao bao nhiêu vậy ạ? Này khó nói lắm, xin lỗi bạn, nhưng mình không trả lời được đâu. Đồ vô lương tâm. Tớ chỉ có lùn thôi chứ tớ còn làm gì nên tội đâu mà sao các bạn cũng phải trêu như thế nhỉ? Bạn Korea Tú Anh, bạn ấy đã hỏi mình rằng là: anh ơi, ở bên này tiền đi học mỗi năm là bao nhiêu? Thì mình thấy tiền đi học mỗi năm này nó khó mà tính toán một cách cụ thể lắm. Nhưng các bạn đợi mình một tí, mình sẽ tính cho các bạn nha. Và sau khi mình ngồi mình tính thì mình không có giỏi tính toán lắm. Và mình tính được rằng tầm khoảng 10 triệu. À không, không phải, 10.000 đô. Thì các bạn có thể trả được tiền học phí và tiền ký túc xá lẫn tiền ăn. Mình chưa tính tiền sinh hoạt phí như là đi lại, đi chơi, ăn chơi vui vẻ ở ngoài đường, nó khác nha. Tiền này chỉ là tiền học phí căn bản nhất. Bạn Phúc Binh, bạn đó hỏi mình rằng là: em ơi, em chỉ biết tiếng Hàn á thì có qua đây được không anh? Thì mình thấy nếu mà bạn qua đây bạn không biết tiếng Hàn á thì cũng ok thôi. Bạn sẽ bắt đầu vào đó là học tiếng. Chương trình học tiếng thì bao gồm chương trình học 6 tháng và học 12 tháng. Thì tùy theo năng lực của bạn thì có thể giỏi tiếng Hàn lên hơn mà thôi. Nhưng mà mình vẫn hy vọng rằng nếu bạn qua Hàn để đi du học á thì bạn nên học sẵn tiếng ở nhà, ở Việt Nam á, thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc bạn qua đây bạn học tiếng Hàn. Ok. Lại là bạn Hữu Chí Nguyên Trần, bạn ấy hỏi mình rằng là: anh ơi cho em hỏi, làm việc bộn tiền có đủ để trang trải tiền sinh hoạt phí không anh? Cho em xin phay anh vậy. Thì theo mình thấy, để trả lời câu hỏi này thì mình sẽ tính theo mức lương, đó là 6.500 một tiếng, nhân cho 4 tiếng và nhân cho số ngày mà các bạn làm. Thì theo mình thấy nếu các bạn làm trong tuần á thì các bạn làm khoảng 5 ngày một tuần. Ok, 5 ngày một tuần thì tổng cộng một tháng các bạn làm khoảng 20 mấy ngàn, thì theo mình tính được khoảng 520.000 won. Số tiền này cực kỳ ok cho các bạn, vừa có thể trả tiền phòng nếu các bạn ở ngoài, còn ở ký túc xá thì các bạn phải trả tiền phòng từ đầu nha. Thì ở ngoài và các bạn có thể chi được một số tiền ăn, tiền sinh hoạt phí và như là tiền đi lại, cũng có thể dành dụm ít tiền, và sau khoảng thời gian chúng ta học trong trường xong chúng ta dành được dụm chút tiền nữa. Và vào mùa nghỉ hè hoặc nghỉ đông các bạn đi làm thêm một chút nữa thì các bạn có thể dư tiền đóng một phí và gửi về nhà luôn. Cho nên là việc đi làm ở đây chỉ có 4 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mình nghĩ nó sẽ trả được rất là nhiều tiền sinh hoạt phí cũng như tiền học phí cho các bạn. Ok. Và câu hỏi của bạn ấy nữa là: cho em xin Facebook của anh được không? Bạn nhìn xuống dưới phần miêu tả nha, mình có để đó mà. Ok. Là bạn Hùng Giang, Hùng Đảng, Hùng Đăng, Hùng gì đó mình không biết. Bạn ghi không có dấu nha, không phải tại mình đâu. Bạn ấy hỏi là: anh ơi, ký túc xá một tháng bao nhiêu vậy anh? Thì ký túc xá ở trường mình á, vào kỳ nghỉ bình thường là 730.000 won cho cả 4 tháng. Đó là một số tiền khá là mắc. Nhưng mà các bạn biết rồi đó, nếu các bạn qua Hàn Quốc á, các bạn những ngày đầu tiên các bạn nhất định phải bắt ở trong ký túc xá.
Và sau khi các bạn qua được 6 tháng rồi, các bạn được quyền ra ở riêng, thì ở riêng các bạn chúng ta có thể share được cái tiền phòng. Theo mình thấy thì phòng kiểu chung cư á thì nó tầm khoảng 150-200.000 won. Thì nếu các bạn dùng trong 3 hoặc 4 người á, chúng ta ở chung á, thì chúng ta mỗi người chỉ đóng 50.000 won thôi. Nhưng mà cái vấn đề của nhà chung cư này á, thì chúng ta phải đặt cọc trước. Chúng ta đặt cọc 1.5 triệu cho tới 3 triệu won cho người ta. Và theo mình thấy nếu các bạn ở chung được á, thì các bạn nên mướn hẳn một căn nhà cứ như nhà ở Việt Nam luôn. Các bạn thấy trong phim không? Người ta sẽ bu lại nguyên 100 căn nhà ta ở chung với nhau. Trong nhà đó chúng ta có thể thoải mái đi lại giờ giấc, không có bị kìm hãm như ở ký túc xá. Và các bạn có thể tự do nấu ăn, các bạn nấu ăn cái gì bạn thích cũng được, miễn sao bạn có bếp. Ok. Bạn Huy Phạm, bạn nhắn tin mình là Mình chỉ muốn hỏi bạn đi thông qua trung tâm du học nào vậy? Thì hôm nay mình sẽ nói luôn cho các bạn biết, mình không có đi qua trung tâm nào hết. Mình học tại một trường nằm ở Hồ Chí Minh, và mình được nhận được học bổng trao đổi cho nên mình qua đây học thôi. Để qua Hàn Quốc, các bạn muốn tiết kiệm chi phí hơn, mình nghĩ là các bạn nên sang học bổng topic. Thì tùy theo topic của các bạn thì các bạn sẽ nhận được học bổng khác nhau. Nếu các bạn có nhu cầu hỏi về học bổng ở Hàn Quốc thì nhớ comment phía dưới để mình có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề học bổng topic nha. Duy Nguyễn, bạn ấy hỏi rằng điểm trung học phổ thông thế nào thì được đi hả anh? Theo mình thấy thì điểm ở trung học phổ thông không có liên quan nhiều lắm cho cái vấn đề mà các bạn đi du học ở Hàn Quốc cho lắm đâu. Thì nếu mà điểm các bạn cao, các bạn đi vào một số trường á, nó sẽ học bổng theo mức điểm cấp 3 của các bạn á, thì các bạn sẽ được giảm học phí. Còn đa số theo mình thấy đi trung tâm á, thì không yêu cầu điểm số cho lắm. Bạn chỉ cần tốt nghiệp cấp 3. Ok, tốt nghiệp cấp 3 và các bạn có thể đi qua Hàn Quốc thông qua trung tâm. Thì theo mình thấy đi qua trung tâm á, có một cái lợi nhất của trung tâm đó là người ta sẽ làm toàn bộ thủ tục cho bạn. Mình thấy hầu như là sẽ làm toàn bộ và thủ tục của bạn sẽ ok hết luôn. Ngay cả việc bạn cầm hồ sơ đại sứ quán sẽ biết đó là đây là cái trung tâm mà nó thường xuyên chuyển học sinh đi qua đây du học nhiều nhất. Thế là cho vào cái dẹt luôn, vào cái véo. Và cũng có thể là bạn sẽ đi phỏng vấn nữa, nhưng mà phỏng vấn thì do bạn thôi nên không có sao, không có vấn đề gì nhiều cho lắm. Còn theo mình thấy thì đi trung tâm thì người ta sẽ thu cái tiền, đó chính là tiền phí của trung tâm. Thì tiền này hơi mắc một cái, nhưng bù lại các bạn sẽ được một cái dịch vụ tốt hơn. Ok. Và bây giờ mình sẽ kết thúc vlog ngày hôm nay. Nếu các bạn có một số câu hỏi gì nữa, các bạn nhớ comment ở phía dưới cho mình nha. Bye bye.